Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: Em chào chị Toàn ạ, em viết đôi lời tâm sự, mong nhận được lời khuyên của chị ạ. Em và bạn nam quen nhau 3 năm, yêu nhau 1 năm. Em khéo léo và lý lịch gia đình tốt nên ba mẹ bạn nam rất ưng. Hai gia đình cũng vun vén cho chúng em kết hôn sớm, dù tuổi cả hai còn rất trẻ. Tháng 6 năm nay, chúng em làm lễ rạng ngõ nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau đó thì em và bạn nam có những cái mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc đó em có hơi hấn, đánh bạn nam và nói những lời không hay ho. Mẹ bạn nam rất cáu và cho rằng em có bệnh tâm lý. Một vài diễn biến khác xảy ra khiến nhà bạn nam hủy hôn và mâu thuẫn giữa hai nhà ngày càng căng thẳng. Nói chung mẹ của cả hai đứa em đều là những người ghê gớm, nóng tính, cái tôi cao. Mẹ bạn nam không ghét em, nhưng có lẽ sau những gì đã xảy ra thì bác ý sẽ không muốn em làm con dâu. Bố mẹ em cũng thất vọng về cách hành xử của nhà bên ấy. Khi sự việc xảy ra, em có dấu hiệu trầm cảm. Bạn nam và gia đình bên ấy không hỏi thăm em, không gặp mặt để trao đổi, giải quyết mọi việc. Thế là chuyện của chúng em cứ thế kết thúc như vậy. Em thấy bạn nam còn thương em, còn lo cho em. Nhưng có lẽ mâu thuẫn đã xảy ra quá lớn mà bạn ấy thì bị mẹ chi phối nhiều. Thêm chuyện hình ảnh bạn ấy và gia đình bạn ấy trong mắt gia đình em rất tệ. Và cả em trong mắt gia đình ấy cũng vậy. Em đã cố áp dụng luật hấp dẫn để thu hút bạn nam. Nhưng có lẽ rào cản thực tế quá lớn, bạn nam cũng phải cố gắng gượng. Còn tình cảm nhưng buộc lòng phải quên đi. Chị cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn chị. Em thân mến, bọn em đã phạm phải một cái sai lầm rất là lớn trong tình yêu đấy. Đó chính là lý do mà chị hay nói trong các video của chị đấy. Chuyện của hai đứa thì hai đứa biết thôi. Đừng có cái gì xảy ra hai đứa cãi nhau, buồn bực nhau như thế nào cũng cho bố mẹ biết để rồi bây giờ nó tanh bành như thế này. Bây giờ kể cả bạn nam còn tình cảm với em, nhưng cái lòng tự trọng của hai bên gia đình cũng không cho họ. Có thể là nào một trong hai bên mà hạ mình xuống để đồng thuận với đối phương được. Cả hai bên đều cái tôi rất là lớn, bởi vì ai cũng vậy thôi mà. Nó không chỉ là bộ mặt của em hay bộ mặt của người yêu em, mà nó là còn bộ mặt của cả hai dòng họ của hai gia đình. Đúng không? Người này người kia nói vào rồi là rồi hàng xóm làng nước người ta nói nữa chứ. Cho nên là rút kinh nghiệm nhá. Sau tất cả những cái đau khổ là mình phải rút kinh nghiệm. Sau này dù như thế nào, yêu ai thì mình cũng phải biết rằng chuyện của hai đứa mâu thuẫn, thỏa thuận với nhau ngay từ đầu, có vấn đề gì hai đứa biết với nhau thôi. Không yêu nhau được nữa, phải rời bỏ nhau thì nói với người ngoài là vì bọn con, bọn cháu không hợp nhau nên bọn cháu dừng lại. Chứ đừng có đánh người yêu xong rồi đi nói chuyện với người ngoài. Người yêu em lại đi nói với người ngoài thì có thể là lúc đấy em cũng chỉ là đánh kiểu đánh yêu thôi, đúng không? Hoặc là đánh cái kiểu mà con gái hậm hực thì đánh thôi. Mà chị cũng không hiểu là em đánh kiểu gì. Em đánh đau hay là em đánh như kiểu bạo hành gia đình, hay là em đánh như kiểu là con gái giận dỗi thì đánh người yêu, đúng không? Nếu là chỉ là giận dỗi thôi mà cậu ấy đi nói thì thành ra vào tai của người bố mẹ người ta thì người ta thấy khác. Bất kể em đánh cái kiểu gì, người ta sinh con người ta ra lớn như thế mà để cho con gái nhà người khác đánh thì người ta cũng không chịu được. Đấy là cái thể diện không chỉ của người yêu em còn của người ta nữa, của bố mẹ người ta nữa. Cho nên em phải hiểu này, khi một người con gái không kiểm soát được cảm xúc của mình, nói ra những câu trong lúc tức giận, đúng không? Rồi lại thì đánh người ta nữa. Em không kiểm soát được mình thì người đối phương người ta sẽ nghĩ rằng em có vấn đề về tâm lý. Nhá. Nhiều người ta nghĩ như thế lắm. Kể cả em thế, em gặp một người mà không kiểm soát được bản thân, xong làm những cái thứ, nói những cái câu thực sự không hay ho một chút nào cả, xong bình tĩnh lại hết, thì em cũng sẽ nghĩ rằng người có vấn đề về tâm lý, đúng không nào? Cho nên chị phân tích như thế để em hiểu cái mối quan hệ thông gia dâu rể nó là mối quan hệ quá là nhạy cảm, đúng không? Nó tổn thương một lần nó sẽ tổn thương mãi mãi. Đó là lý do bây giờ em để cho sự việc nó đi quá xa rồi, cả hai gia đình thì rất là khó để mà cứu vãn. Cái thứ nhất là em làm sai, em đánh con người ta để người ta bức xúc như thế. Em đã xin lỗi người ta chưa? Em xin lỗi nhà bên đấy chưa? Hay là bây giờ mình cứ làm sai tẹt đi xong rồi cũng không có một cái lời nào, xong bắt người ta phải có lời với mình? Thì nhà bên kia người ta thấy em đánh con người ta như thế thì người ta cũng không hài lòng.
Em nên nhớ này, người ta sẽ chỉ nói chuyện chính thức với nhau khi mà người ta muốn xây đắp một mối quan hệ thôi. Ví dụ mối quan hệ của em rất tốt, nói chuyện với nhau để mà tiến tới đám cưới thì họ gặp nhau. Chứ bây giờ họ gặp nhau để nói cái gì với bố mẹ em nào? Bây giờ nói là ông bà ơi, con thì ông bà đánh con trai tôi không chấp nhận được điều đấy. Thì tôi hủy hôn à? Thì đương nhiên là cái việc hủy hôn của người ta là người ta phải tự nói để tự bên em biết rồi, chứ người ta không thể nào mà gặp mặt chính thức để mà nói như thế được. Bởi vì người ta cũng bị tổn thương, đúng không em? Người ta cũng bị mất mặt. Thành ra chính cái sự ứng xử nó không khéo léo của em và người yêu của em dẫn đến cái sự việc ngày hôm nay. Cho nên điều đầu tiên em phải nhận biết được cái mối quan hệ đấy rất nhạy cảm đến như thế. Xem thêm nhiều video của chị để biết cái ứng xử làm sao để được lòng gia đình nhà chồng, được lòng trong các mối quan hệ dâu rể, đúng không? Mình phải biết cái gì là mình nói được, cái gì mình làm được, cái gì mình nên nói ra bên ngoài, cái gì tuyệt đối không nên nói. Đó chính là lý do mà chị thường xuyên chị nhắc rất nhiều với bọn em trong các video đấy. Tuyệt đối, chuyện của hai đứa biết thôi. Mình có chê người yêu mình thế nào cũng được, người yêu mình chê mình thế nào cũng được, nhưng hai đứa còn có thể giải quyết được với nhau vì còn yêu nhau. Nhưng một khi đã động đến cái thể diện của hai gia đình thì nó là chuyện hoàn toàn khác. Không ai chịu nhường ai, không ai chịu hạ cái mình, cái tôi của mình xuống cả, khi mà nó liên quan đến cái thể diện của hai họ nhá. Biết như thế lần sau thì phải rút kinh nghiệm. Còn bây giờ nếu em muốn cứu vãn cái mối quan hệ này thì em phải biết giải quyết cái vấn đề sai của em đi chứ, đúng không? Bây giờ bàn luận với người yêu của em, nói là anh ơi, bố mẹ bên anh sẽ giận em rất là nhiều đúng không? Cũng là do em sai lúc đấy, nhưng em chỉ là đánh yêu, đánh giận lúc đấy thôi, chứ cũng không phải là em như thế nào cả. Rồi từ giờ em có những cái câu nói mà không hay do gì thì hai đứa với nhau thì nói chuyện với nhau thôi. Anh đừng có nói chuyện với bên ngoài, vì lúc giận thì em nói như thế chứ bình thường cũng không có gì cả. Thì bây giờ bàn luận với người yêu của em xem, bảo anh ơi bây giờ em cũng sai như thế rồi, bây giờ em sang xin lỗi bố mẹ nhé. Đấy, ví dụ thế thì xem bố mẹ có ưng thuận không. Chứ phải em sai, em chẳng làm gì, xong người ta đã mất thể diện như thế rồi, xong bây giờ bảo người ta đồng ý quay lại thì làm gì có chuyện như thế, đúng không? Còn em cũng phải nói bố mẹ em nữa, chứ không phải là bố mẹ tức lên thì mình cũng phải kìm nén cái sự tức giận của bố mẹ xuống, nói cho bố mẹ biết, bố mẹ ơi đấy là lỗi của con. Thế em có biết nói như vậy không, đúng không? Em phải biết nói như thế thì bố mẹ em mới biết là do con mình đánh con nhà người ta. Thì em phải biết như này này, em phải nói cho bố mẹ của em biết là bố mẹ ơi, bây giờ đến cái thời đại bây giờ đàn ông đánh phụ nữ còn không chấp nhận được, chứ không phải phụ nữ giơ tay đánh đàn ông xong rồi con lại nói những câu không hay ho nữa. Cho nên bố mẹ nhà bên đấy mới như vậy, chứ không phải là nhà anh ý như thế nào đâu. Em phải biết nói tốt về nhà anh ý trước mặt bố mẹ em để cải thiện cái mối quan hệ này, rồi để anh ấy cũng làm giống em ý, cải thiện cái mối quan hệ bên kia, rồi em cũng phải biết hạ mình xuống để xin lỗi gia đình bên kia đi, rồi nói với bố mẹ em là do con sai đấy. Rồi để người yêu của em thăm dò bố mẹ của anh ý, hỏi bố mẹ anh ý là thế bây giờ nếu mà em sang xin lỗi thì có được không? Thì để bố mẹ anh có như thế nào thì bố mẹ anh mới tha thứ. Đấy, ví dụ như thế, em phải tìm cách để giải quyết đi. Còn lúc nào mà người ta kiên quyết không ở chấp nhận được mặc tất cả những nỗ lực của mình thì lúc đấy mình mới tính. Chứ bây giờ em phải tìm cách để cải thiện, mình sai thì mình phải cải thiện, đúng không? Con gái bây giờ dạng ngõ một lần rồi, hàng xóm người ta biết hết rồi, bây giờ bị hủy hôn là mất mặt của mình luôn, mất mặt cả bố mẹ em nữa. Mặc dù chị biết thế nhưng mà em cũng phải biết cách nói chuyện với gia đình nhà đấy, cũng phải biết cách nói chuyện với bố mẹ của em, chứ không hoàn toàn trách gia đình nhà người ta được. Em cứ thử nghĩ mà xem, sau này em đẻ một đứa con trai ra, đúng không? Xong rồi một đứa con gái khác nó định lấy con mình, xong nó đánh con mình, xong nó chửi con mình bằng những lời lẽ không hay ho. Em có muốn để con mình cưới một cô gái như thế không? Đúng không? Em cũng bực mình, cũng khó chịu, em cũng muốn hủy hôn chứ. Thế mình phải hiểu cái tâm lý của người ta như thế để mà mình xoa dịu cho họ những cái tâm lý như thế. Rồi mình phải biết nói cho bố mẹ mình biết để tất cả những lỗi lầm là do con, chứ không phải là do gia đình nhà bên đấy. Họ chỉ phản ứng rất là bình thường thôi, cho nên bố mẹ đừng trách họ. Còn em muốn cải thiện cái mối quan hệ này đấy, thì em phải để người yêu em biết nói chuyện với bố mẹ bên kia. Em cũng phải biết xin lỗi nhà họ nữa. Cái thứ nữa là bố mẹ em bên này, em cũng phải nhờ bố mẹ em giúp đỡ, đúng không? Để bố mẹ em đừng có gây mâu thuẫn với nhà bên kia nữa. Bây giờ em không biết giải thích với nhau, không biết nói chuyện thì cái mối quan hệ này càng đi quá xa. Bố mẹ em thì hậm hực vì con gái mình bị hủy hôn, xong rồi cứ đi rêu rao làng nước là nhà kia không ra gì, thì cuối cùng mâu thuẫn hai dòng họ không thể cứu vãn được. Nhá, cho nên bây giờ giải quyết nhanh, giải quyết luôn, nói chuyện với người yêu của em để hàn gắn mối quan hệ này lại, nói chuyện với bố mẹ em để nhận lỗi về em. Lỗi phải nhận về em hết, rồi cũng bảo người yêu của mình nghĩ cách để người yêu em phải nói hộ em trước mặt bố mẹ. Đấy, mình phải tìm cách giải quyết. Cái thứ nữa, cái việc vận dụng luật hấp dẫn của em ấy,
Lượt hấp dẫn sẽ không có tác dụng nếu như em không có những cảm xúc tích cực tràn ngập vào trong đấy. Không phải là mình gây chuyện chán rồi mình không hề biết có một cái câu xin lỗi. Khi mà ứng dụng lượt hấp dẫn là em phải biết nói xin lỗi. Con xin lỗi, em xin lỗi vì em đã làm như thế. Em sai rồi, hãy tha thứ cho em. Em cảm ơn, em cảm ơn vì anh đã quay lại đây. Nó phải tràn ngập những cảm xúc tích cực như thế thì lượt hấp dẫn mới có tác dụng. Chứ không phải là tràn ngập cái sự tuyệt vọng trong đau khổ thôi, mỗi một ngày nghe cũng chẳng có tác dụng đâu nhá. Đấy, cho nên là chị hy vọng rằng em sẽ khéo léo hơn trong cách ứng xử, xem thêm nhiều video của chị để học cách hàn gắn các mối quan hệ, cũng như là sẽ biết cách ứng xử hơn để mình sẽ được yêu thương hơn nhá, đặc biệt với những mối quan hệ nhạy cảm như thế này. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào cái trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó. Nhấn vào theo dõi, like rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.